Hello, xin chào cái tình yêu của CC. Hôm nay là ngày bệnh thứ ba, nhưng mà bệnh bệnh à, đi đi à, chơi chơi à, ăn ăn à, nhất quyết không có muốn để cho mình bị nằm xuống. Nghe giọng nói CC là biết bệnh đúng không? Nhưng mà vẫn đi các bạn ơi, CC là vậy đó, sợ lắm, sợ nằm xuống lắm. Hôm nay cả nhà thấy CC đẹp không? Dễ thương không? Cái này thì quen thuộc với cả nhà quá đúng không? Tóc dơ đội chứ không phải nó là cái nón, cũng không phải là băng đô gì đâu nha. Tóc dơ đội CC đội một chút để cho tóc nó ra cái dầu rồi CC đi gội. Tóc con mọc quá trời là mọc luôn các bạn, uống collagen á, mọc tóc nhiều lắm các bạn ơi. Dễ thương mà. Bệnh bệnh nhưng mà nhìn mặt cũng tươi lắm đúng không? Hôm nay đó, người bạn gọi. CC, I want peace à? À ok, biết rồi. Chỉ cần nghe bạn gọi là biết rồi. Mua cái pizza, mang ra Messi mời mọi người ăn. Ngày hôm nay thật là như ý luôn. Oh my God, ngày hôm nay mua đồ mà đến nỗi là phải nói là trên cả tuyệt vời. Phải gọi cho cháu ngoại, con ơi, lát ghé mo đón ngoại về nha. Đó, đi shopping là đi tới vậy đó. Hôm nay mua 4.000 tiền hàng đó các bạn, mấy tiếng đồng hồ thôi. CC nhanh gọn lẹ lắm. Nói chung là tại vì CC cũng đã có sự quen biết rồi. Người ta đã cho CC biết ở cái section đó, vậy 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 đó. Đồ ngày hôm nay nè, nó mát đau như thế nào, nó như thế nào và nó như thế nào. Có connection hết các bạn. Chúng ta làm gì chúng ta cũng phải có connection. Thì bạn làm cái gì cũng nhanh gọn lẹ. Tất cả là do ơn trên. Thời tới là cái gì cũng nhanh gọn suôn sẻ. Cái thời không tới, chúng ta cố gắng lắm luôn cũng chẳng được gì. Những bạn nào đang rơi vào cái tình trạng bế tắc ở tuổi 49, 54, 53, 54 kéo dài tới 55, 56 luôn, từ đàn ông cho tới đàn bà, đừng làm gì nữa hết. Đi nhà thờ, đi chùa, làm những việc gì mà đủ để trả bill là được rồi. Đừng có nghe người ta xúi bẩy, người ta nói này nói kia. Khi có người bạn đang rơi vào 50 tuổi, cô gọi cho CC, CC khuyên cổ nhiều lắm, CC nó nghe lời CC đi. CC bị rồi, mới bị đây thôi, mấy năm trước thôi, có cố gắng cỡ nào cũng không được. Bây giờ những gì có quên lãng nó đi, gửi những người thân yêu nhất hoặc là gửi thẳng vô nhà băng luôn, tiền bạc đó gửi vô trong nhà băng đi, lấy lời nhiều lời ít gì cũng được. Ký giấy luôn. Bao nhiêu năm mới lấy ra? Lỡ mà xảy ra chuyện gì đó không có tiền, đi mượn tiền người ta trả đi, rồi tiền đó bạn để đó thì bạn còn. CC nói là theo suy nghĩ của CC, CC bị rồi. Lúc đó CC nói thiệt với các bạn nha. Người thân trong gia đình, bạn bè thân nhất, chồng, người yêu, con cái, cả những người chung quanh bạn, họ xa lánh bạn hết trơn, họ bỏ bạn hết trơn à, họ nặng nhẹ bạn. Nhiều người bị tự kỷ luôn, mặc cảm luôn, tự ti, ai cũng rơi vào cảnh đó. Chị Nguyễn Phương Hằng đó, 4953 đó các bạn, và nhiều người nữa. Cái luật tuần hoàn nó xoay như vậy nè, ai cũng bị hết, ai cũng bị hết. Bạn giàu, bạn nghèo, bạn hiền lành, bạn đạo đức, bạn thế này, bạn thế kia, bị hết. Ai cũng bị hết. Cho nên hãy bỏ hết tất cả, đi tìm một nơi nào đó. Nếu bạn có tiền thì bạn có thể về một nơi nào đó đi, chùa, nhà thờ, giống như rằng là tránh nạn,
cho nó qua những năm tháng đó đi. Ít nhất là phải 4 tới 6 năm. Ở những nơi thật bình an đi. Có đồng nào xài đồng đó. Mang thẳng một số tiền nào đó vào nhà thờ, vào chùa. Gửi ở đó và ở đó vài năm đi. Lên núi đi. Sisi nói thiệt đó. Nói cái này ra chắc các bạn cười Sisi dữ lắm. Các bạn cho là Sisi mê tín dị đoan. Nhưng mà không có đâu. Đúng lắm. 49, 53. Kéo dài tới 56 luôn nha các bạn. Các bạn giống như từ ở trên trời rớt xuống vực thẳm. Tai nạn. Tòa án. Accident, oh my god, đủ các thứ trên đời như thế, không thiếu cái gì. Luật sư, oh my god, cái gì cũng có. Người yêu bỏ, chồng bỏ, oh my god, không thiếu một cái gì xảy đến với các bạn hết. Để các bạn mất hết tất cả. Và sau 57 tuổi, các bạn như là một đứa trẻ mới chập chững bước đi, từng bước một, từng bước một. Ơn trên sắp đặt cho bạn và cho bạn nhìn thấy rất rõ con đường của bạn bước đi. Lúc đó bạn mới chọn đúng nghề. Lúc đó bạn làm việc bằng cái tâm rồi. Vì bạn trải qua một cái cuộc gọi là quá khủng khiếp. Sau bao nhiêu năm, bạn đã nhìn ra được hết ai đối xử với bạn như thế nào. Và bạn sống như thế nào, sức chịu đựng bạn như thế nào và sẽ như thế nào. Lúc đó bạn nhìn thấy hết trơn rồi. Thành ra bây giờ đó, sau những cái năm tháng bạn bị như vậy đó, bạn sống cho bạn rồi, bạn không sống cho ai nữa đâu. Và những gì bạn làm là bạn biết được là bạn làm đúng hay không đó. Lúc đó bạn hoàn toàn thay đổi. Hãy nghe lời Sisi, hãy tin Sisi đi. Cô này cô qua Mỹ lúc đó là chưa 18 tuổi nữa. Đi theo diện cha mẹ mà. Mà giờ là 50 tuổi. Cô làm trong chính phủ mà. Hai vợ chồng ly dị. Chồng là chủ tiệm nail, cổ làm việc trong chính phủ. Chồng bỏ cổ, về Việt Nam lấy nhỏ đó rốt cuộc là cháu. Ba cổ có hai vợ. Chuyện tình cô này thì dài lắm, cô kêu Sisi kể, nhưng mà Sisi thấy nó không có phù hợp với bên mình lắm, cho nên thôi. Sisi cũng nói thôi thôi, nghe kể sơ sơ thôi, không kể. Tại thấy cũng không có hay gì hết. Nó bình thường lắm, nó bình thường lắm. Cho nên là thôi, Sisi không có kể nhiều. Chứ cổ cũng muốn kể đó. Nhưng mà lúc này đang bệnh nữa rồi, mê bán hàng nữa. Sisi nói thôi, để nói sơ sơ vậy thôi. Cổ nói là cái người chồng sau này của cổ gần giống như Homeless. Cổ tội nghiệp, cổ cho xe phòng. 3 năm sau, thấy ảnh hiền lành. Cho nên là hai người mới cặp bồ. 3 năm lận nha, 3 năm mới cặp bồ. Tức là cổ cũng dò xét anh này rất là nhiều ha. Cặp bồ, hai người sống với nhau 13 năm. 13 năm nha các bạn. Có được một đứa con duy nhất thôi. Thì hạnh phúc lắm. Năm 49 tuổi, nhà mình có tiệc, rồi con nhỏ này đẹp lắm. Nhỏ này mới có 29 tuổi à. Nó đi theo một cái group bạn bè tới nhà chơi. Nó không biết Việt Nam nó làm gì không biết nữa, nhưng mà thấy có vẻ giàu lắm. Đi du lịch qua chơi, có hai mấy tuổi mà đi du lịch qua thì chắc là cũng phải làm ăn một cái gì đó giàu. Nhưng mà nó là con cháu cha thì không phải. Không có con cháu cha gì trơn, ở nhà nó bình thường lắm. Thì nhà nó cũng ở gần trong khu xóm của nhà tôi, nhà ảnh mà. Tôi với ảnh nó chung xóm á. Rồi thì tôi cũng để ý nữa. Chồng tôi là sống với nhau mười mấy năm. Tôi thấy nhiều người cũng cua ổng lắm, cũng đẹp lắm. Mà tôi thì tôi không nghĩ ổng bỏ tôi được. Không nghĩ bỏ đâu. Tôi hơn ổng 3 tuổi. Mà nhìn tôi trẻ lắm. Vậy mà cuối cùng ổng bỏ tôi. Tưởng cặp ai cặp nhỏ đó đó. Nhỏ đó đi về Việt Nam. Mà ổng xạo sao ổng nói với tôi là gia đình ổng có người này người kia. Ổng đưa nhỏ đó về Việt Nam luôn. Tôi không tin luôn á. Nhưng mà tại vì tôi Mỹ quá rồi. Tôi nghĩ đi chung chuyến bay là chuyện bình thường. Nó có ngồi gần nhau, ghế ngồi chung nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi chỉ nghĩ rằng là ok,
Người đàn ông đó của tôi thương họ, họ thương tôi. Chúng tôi sống với nhau 13 năm rồi, hạnh phúc ở bên nhau. Mà anh ấy phải biết rằng anh ấy như là một người homeless mà tôi cho xe phòng và tôi cũng dò xét bao nhiêu năm trời. Tôi thấy rằng là đây là người xứng đáng để mình trao thân gửi phận. Cho nên là tôi mới bằng lòng. Chúng tôi có đám cưới đàng hoàng, có một đứa con. Thế mà nói là tiếng sét ái tình hả? Ái cái con mẹ gì mà ái, tôi không tin. Tôi nói thật với các bạn hả? Tôi chẳng bao giờ chửi thề. Tôi không gì, tôi chửi là tôi chửi tiếng Mỹ thôi, chứ tiếng Việt Nam tôi biết gì đâu mà tôi chửi. Nhưng mà mấy bữa nay nè, tôi buồn lắm. Ngày nào tôi cũng gọi về tôi nói chuyện thì người ta nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt, làm cho tôi khơi lại, tôi nhớ lại những cái danh từ người ta nói làm sao. Bây giờ tôi lặp lại như vậy, đúng là chỉ lặp lại với CC. Nhiều cái chỉ không có nói được. Chị nói cái nó cứ lên lớn và tiếng Mỹ đó các bạn, thì mấy cái đó CC hiểu được. Cái nào CC nhái theo các bạn mà nó không bị vi phạm cộng đồng thì CC nhái ha. Nhưng mà chị nói chuyện rất là dễ thương luôn. Tiếng Mỹ thì trời ơi, phải nói là tuyệt vời, làm những chính phủ mà bao nhiêu năm trời như vậy, mấy chục năm mà sao không giỏi được các bạn. Nhưng mà tiếng Việt thì cổ không biết nhiều đâu, giống như là cổ hay hay nói chứ đờ vậy đó. À, vậy đó, cái cổ khận lại giống như cũng chữ thề đó, rồi cổ khận khận lại như vậy đó. Nhưng mà phải nói là cô này dễ thương, mua hàng của CC, mua có món hàng à, mà muốn rằng là CC chị mua em món hàng thôi à, nhưng mà em phải gọi lại cho chị muốn được mua của em, chị là người khách đầu tiên. Nói chuyện cũng hay lắm á, cũng biết gọi là đưa đẩy thế này thế kia lắm. À, chị mua hàng em không có phải là chị muốn mua để chị mặc, chị muốn mua để chị được tâm sự nói chuyện với em. Chị tức quá cho chị nói một cái hết. Chị cũng giống như em vậy, ruột chị để ngoài em ơi, chị cũng có để ở trong, cho nên cho chị nói ra chị chửi một cái rồi thôi xong. Chị coi của em nhiều lắm, chị hiểu hết tiếng Việt chứ. Chị này rất dễ thương các bạn. Thì chị mới nói với CC là buồn. Không tin là mình cu mang họ. Nói chứ cu mang thì chắc cũng có vẻ không đúng lắm. Tại vì 6 tháng đầu thì ổng không có tiền trả tiền nhà, mình cho ổng thiếu. Nhưng mà sau đó thì ổng có tiền trả tiền nhà. Cho nên nói cu mang chắc cũng không đúng, không đúng cu mang. Trừ khi mà mình không lấy tiền người ta mới gọi là cu mang chứ. Chỉ có cái là mình thấy như vậy tội nghiệp quá thì mình nói là bây giờ tôi cho anh về nhà tôi anh ở. Thì khi nào mà anh đi làm bắt đầu có tiền rồi thì anh trả tiền nhà, tôi kiếm việc làm cho anh, vì tôi là người làm việc trong chính phủ. Tôi không muốn anh là một người homeless như vậy. Mà chị nói hên lắm. Trời ơi, mới homeless có 3 ngày gặp chị đó, cho nên là chị giúp luôn. Làm việc thì làm việc chỗ này thì thấy cũng không ok, rồi giới thiệu cho làm chỗ khác. Chỉ trong vòng có 6 tháng thôi mà 3 chỗ làm, thì cái chỗ thứ ba này là ổn định nhất. Thì anh cũng biết tiếng Mỹ cũng khá. Hoàn cảnh ảnh thì gần 2 năm sau ảnh mới kể. Thì vợ giống như là cũng bỏ anh đi theo trai. Rồi anh cũng năn nỉ. Nói nhung là người đàn ông mà khóc lóc vì vợ. À, tất cả là có bằng chứng hết. Cho nên là tôi mới tin. Tôi mới tin thì tôi thấy hoàn cảnh cũng tội nghiệp. Nhưng mà tôi cũng theo dõi 3 năm luôn á. Thì tôi mới thấy thôi người đàn ông này cũng chẳng có làm một cái gì để cho mình cảm thấy buồn. Thôi thì mình thì độc thân. Anh ta cũng độc thân, góp gạo thổi cơm chung. Thì lúc đó tôi nêu ý kiến lên, thì ảnh nói là nếu mà chị thương em thì em có phước rồi, thôi bây giờ mình thổi gạo nấu cơm chung. Cái chữ đó CC cũng ít nói lắm nha các bạn, có thể CC cũng nói lộn nữa đó. À, thổi cơm nấu gạo gì đó chung chung vậy đó, thí dụ vậy đó. Thì hai người đồng ý luôn. Thì chị mới nói rằng là nếu mà đồng ý thì đi marry tôi với anh này, đi lên trên Las Vegas làm giấy đăng ký kết hôn có 25 đô lúc đó thôi. Thì coi như tụi tôi là chính thức là vợ chồng. Rồi sau đó 1 năm sau tôi mới có con, có giấy hôn thú rồi mới có con ha. Thì tôi thấy anh này giỏi lắm, giỏi. Sau này tôi xin cho ảnh vô làm việc ở trong nhà nước luôn, chỗ của tôi luôn đó. Thì vợ chồng hạnh phúc được mười mấy năm. Vậy tự nhiên giờ bỏ tôi đi, giờ tôi không hiểu luôn. Mà lấy con nhỏ đó đó, lấy con nhỏ trong cái buổi tiệc đó đó. Tôi chỉ thấy lạ, người dễ lấy nhau vậy sao chưa? Tôi sống ở Mỹ cũng lâu đời rồi, tôi biết là ở Mỹ one night stand là lẹ lắm ha. Nhưng mà cũng đâu có thể lấy lẹ vậy được, nó lấy nhau lẹ quá, tôi cũng không hiểu luôn nữa. Rồi
Khi nó về tới Việt Nam rồi nó gọi qua cho tôi thì nó nói với tôi là giống như là nó gặp một tiếng sét ái tình vậy đó, rồi nó xin lỗi tôi, bỏ qua hết đi, rồi con thì nó chịu trả tiền child support. Tôi cũng không biết chuyện nó thiệt không nữa, tôi cứ tưởng nó nói chơi không à. Tôi nói thôi giờ qua đây đi tính, nó nói là nó không biết là chừng nào nó qua được, nó chỉ biết nói lời xin lỗi thôi. Thì ơn nghĩa thì suốt đời nó sẽ không quên tôi, nhưng mà nó xin lỗi vì nó đã chia tay với tôi mà nó không nói. Bây giờ nó về tới Việt Nam nó mới nói. Tôi lúc đó cũng hơi rưng rưng nước mắt, tôi cũng muốn khóc khi mà nó gọi qua nó nói. Cho nên là tôi buồn, bữa đó gọi Sisi liền luôn, định khóc cho Sisi nghe đó, nhưng mà gọi Sisi không bắt phone. Mà chị kể chuyện chị vẫn còn nghẹn lắm các bạn, thấy cũng tội nghiệp lắm. Thôi, đó sự việc Sisi kể cho các bạn nghe tí 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 vậy thôi, chứ giờ Sisi cũng có thời gian để kể nhiều. Nhưng mà hoàn cảnh mỗi người các bạn, chúng ta cũng khó nói được lắm ha. Thành ra bây giờ với các chị em lớn tuổi như chúng ta thì chúng ta hãy nghĩ cho chúng ta nhiều hơn. CC mới khuyên là thôi bây giờ có nhiều tiền gửi nhà băng hết đi, vì 49-50 xui lắm. CC nói thiệt, ai cũng rơi vào cái hoàn cảnh đó hết. Thì cứ nghe lời CC đi, được chút nào hay chút đó đi. CC cũng bị, bạn cũng bị, và rất bao nhiêu người đều muốn bị. Chúng ta còn giữ được cái mạng sống ở cái tuổi 50, 53, 51 gì đó là chúng ta mừng lắm rồi đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm hết tất cả những gì có thể đi. Bây giờ tiền bạc gom góp lại, bỏ vào nhà băng đi. Trời ơi, ký dài hạn luôn đi, 3 năm mới lấy đi. Cho nên là nó vẫn còn. Sau 3 năm, 4 năm, 5 năm gì đó, cái mình xui hết cái xui đó rồi, mình vẫn còn được một cái vốn liếng đó các bạn. Ngày xưa cũng có người nhắc nhở CC điều đó, nhưng mà CC không làm, cho nên CC mất hết đó. Chứ nếu mà CC nghe người đó thì chắc là không đến nỗi rồi. Vì anh ấy cũng đã bị như vậy, và anh ấy rút ra được kinh nghiệm. Khi anh ấy tới tiệm CC, anh ấy nói: CC ơi, em chuẩn bị bước vào 49 rồi. Nếu mà nghe anh làm được việc này, tùy em, anh chỉ nói thôi ha. CC có duyên với nhiều người lắm đó các bạn. Tự nhiên cái người ta tới, người ta coi bói cho CC các bạn. Mà CC đi coi bói thì người ta lại không coi. Người ta nói trời đất ơi, cô cũng là thầy rồi, cô còn đi coi gì nữa cô. Cô có thể đoán được rất nhiều việc mà. Tôi thật sự không dám coi cho cô. Nhưng mà CC có thầy gì đâu các bạn. Lúc bố CC mất thì giống như là bố CC theo CC hay sao á. CC không nhìn thấy bộ bài thôi, mà cứ nhìn thấy cái bộ bài là cứ ngồi cứ ngáp ngáp ngáp, gọi là ngáp, gọi là chảy nước mắt luôn. Mà cầm tới bộ bài là hết ngáp, rồi cầm tới bộ bài là cứ xào bài. Rồi CC ai ngồi trước mặt CC là CC kêu tới coi hết cho mọi người. Trời ơi, các bạn biết CC coi nó đúng không thể tưởng tượng được. Có biết gì coi bói không? Cầm lên tự nhiên những cái lá bài như vậy đó, mà nhìn thấy cái gì đâu không hả? Nói người nào là đúng người đó. Nói người nào bị cái này, người này bị cái kia, người kia được cái nọ. Trời ơi, đúng. Mà sao toàn là nói người ta bị này bị kia không à? Đến nỗi mà anh xa đó, gia đình CC, chị CC đó, thấy CC coi cho ai là chạy ra đánh CC rồi giật bộ bài mang đi, không có cho CC coi. Nói CC coi cái hay không coi đi, coi người ta bị này bị kia không, người ta bị thiệt các bạn. Lúc đó CC còn ở Việt Nam á, nhưng mà lúc đó bố mới mất rồi, không biết làm sao mà CC cứ nói ra những cái con số gì nó, người ta đi đánh đề người ta trúng nhiều, cái đó nói thiệt luôn á. Nhưng mà thôi, từ ngày qua Mỹ rồi đâu còn mấy chuyện đó nữa. Thành ra là nói chung là cái giác quan của CC, CC đoán được nhiều sự việc lắm. Bởi vì con CC, CC nói ra cái gì các cháu sợ lắm. Mẹ ơi, mẹ đừng nói được không mẹ? Tại vì mẹ thấy như vậy mẹ sợ, cho nên mẹ nói để cho các con đề phòng. Nhưng mà mẹ nói là có, chẳng thèm mẹ đừng nói thử nó có hay không. Nhưng mà không nói không được, khiến cho mình phải nói các bạn. Như con CC đó, CC ở xa mà. Con ơi, mẹ thấy con đang lái xe một đoạn đường dài mà bị cái gì đó. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ con lạy mẹ đừng có nói không, thật sự con đang lái xe đó mẹ.
30 phút sau con Sisi gọi. Mẹ ơi mẹ, mai mốt mẹ thấy cái gì mẹ im luôn đi. Qua ngày mai mẹ không nói được không? Mẹ biết đêm khuya đang chạy bị nổ bánh xe, giờ là hai đứa đang đứng ở ngoài đường nè, mẹ có biết không? Mẹ có biết giờ này là 3 giờ sáng mà tụi con đứng ở ngoài đường, ngồi ở trong xe như vậy chờ người ta tới để thay cho mình cái vỏ xe không mẹ? Giác quan thôi các bạn, giác quan thứ sáu. Thành ra là cô em này mua hàng của CC là chỉ để tâm sự chút vậy thôi. Thì đây là những gì mà CC nói chân thật nhất. 4953 kéo dài 56 luôn. Em tin chị tin tin thôi. Hiện bây giờ buồn thì cũng đã buồn rồi đó. Họ không quay trở lại nữa đâu. Chị nói thật. Những cái gì em có được gom góp lại. Để đâu hết đi. Vô nhà thờ. Đi chơi, đi làm việc về. Đừng suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Nói chung là chuyện này nó có nhiều cái lắm các bạn. Nhưng mà trong những lúc xảy ra những chuyện như vậy thì các bạn nên bình tâm. Làm những chuyện gì. Và nhất là đừng tâm sự với ai đó. Xin nói thật nha. Khi mà các bạn rơi vào cái đó đừng tâm sự với ai ha. Ém hết ở trong lòng mình. Chịu đựng đi. Nói thật đó. Những cái năm tháng này bạn càng tâm sự với người ta là bạn mang sự thiệt hại tới cho bạn. Đau khổ này nó chồng chất lên đau khổ khác đó. Thôi CC chỉ biết chia sẻ như vậy thôi các bạn. Nhiều người CC thấy rồi, lạnh quá CC mở hít chút nha. Nhiều người CC thấy rồi, CC cũng khuyên nhiều rồi. Có nhiều người nói CC ơi em nói rất đúng. Lúc đó mà không nghe lời em, thảy cái số tiền này vô trong nhà băng thì chắc giờ không còn đồng, trắng tay. Cái việc các bạn cần làm khi mà cái tuổi này nó xảy ra là cái gì? Có nhiều tiền đừng gửi ai luôn, gửi nhà băng đi các bạn. Mình ở Mỹ mình bỏ nhà băng đi, cho nhà băng mượn đi. Ký luôn tờ giấy 3 năm, 5 năm gì mới lấy lại đi. Được đồng nào hay đồng đó. Gửi nhà băng Mỹ cũng yên tâm mà. Khi tai qua nạn khỏi rồi, lúc đó vẫn còn tiền. Chứ bây giờ cái tai nạn nó đến như vậy, tiền cỡ nào trong tay các bạn cũng hết. Nó khiến cho các bạn hết. Âm binh ma quỷ ai đó họ lấy một cách vô hình. Tin CC đi. Tin đi. Có đồng nào bỏ nhà băng cất hết đi không cần biết tới. Khi các bạn đã ký giấy cho nhà băng mượn 3 năm, 5 năm, các bạn đâu có lấy ra được đâu. Các bạn bỏ saving các bạn còn lấy được, các bạn ký như vậy không có lấy được. Ngày xưa CC mất hết không còn cái gì luôn. Nhưng mà vì CC làm những việc này việc kia mất hết. Một bàn tay vô hình, một bàn tay ma quỷ, nó rút hết luôn. Rút tần thân xác, thể xác, vật chất, tiền tài, mồ hôi, nước mắt, hơi thở của các bạn. Một cái gì đó nó vô hình, nó hút hết. Năm 4953 kéo dài tới 56 tuổi. Nó hút hết luôn. Đó là cái vận hạn cuối cùng của một đời người. Còn sống, còn ngồi đây, còn khỏe mạnh, không ngồi xe lăn, không tàn tật là mừng rồi. Cảm ơn Chúa. CC đọc kinh. CC thường nói con còn được ngồi đây ngày hôm nay. Con chỉ biết cảm ơn Chúa. Các bạn để ý mỗi lần CC làm video quay cái lưng về các bạn. Lưng của CC vẫn lệch. CC bị liệt nửa người mà. Mà bây giờ CC vẫn còn được như vậy. Chỉ biết cảm ơn Chúa. Rồi. Em chỉ biết khuyên chị như vậy thôi. Thôi giờ để em vô đề bán hàng ha. Kể với cả nhà chút xíu vậy thôi ha. Để cho các chị em nào rơi vào 4953 kéo dài tới 56 luôn nha các bạn. Các chị em cẩn thận chút nha. Uống thuốc nè, cái tình yêu. Cái này thuốc cảm, thuốc bệnh á. Nhưng thuốc bự quá.
Bữa nay chưa sức cái gì hết các bạn. Định chút nữa mới sức. Hiện bây giờ chưa sức cái gì hết là chờ đi tắm xong mới sức. Giờ chưa có tắm tại bữa nay mới đi về nữa. Áo này là hiệu ông già nè. Áo này mặc với quần bó đẹp lắm. Tại vì nó dài qua mông rồi các bạn. Đó, các bạn mua những cái dạng áo như vậy nè. Rất là có tiếng, mình mặc như vậy nó ok, sang trọng. Thì đây để CC nói sợi dây này. Cái này là đồ thời trang thôi, nhưng mà là một thương hiệu rất là nổi tiếng. Cái này của CC mua lâu rồi. Hộp này nó là nhựa thôi à, nhưng mà nó là thời trang nổi tiếng ha, rẻ tiền lắm. Đây, CC ít đeo cái sợi này là tại vì nó tới 19 inch, cho nên nó dài quá à. Cho nên CC ít đeo lắm. Đó. Thì bạn nào muốn mua cho CC biết ha, rẻ tiền lắm. On sale rồi như còn hai mấy đô à. Bữa nay CC thấy đó mà không có mua, không biết là các bạn có thích không, tại thấy nó bằng nhựa đó, sợ các bạn không thích. Nhưng mà là thương hiệu nổi tiếng. Các bạn mua như vậy nè để đeo với lại những cái áo đầm mà các bạn mua của CC nhiều thật nhiều á. Đây. Có đôi bông tai luôn. Có cái vòng tay luôn, một bộ đó. Cái này, cái vòng tay, đôi bông tai bằng nhựa nha, bằng bằng nhựa nhựa đó nè, dễ thương lắm. Đeo chung với lại những cái đầm mình mua cho nó đi chung một thương hiệu với nhau. On sale rồi còn 29 đồng 99 bộ mà nè, thật là đẹp luôn á, dài cho nên CC ít đeo lắm nha. Bạn nào muốn mua trả lời liền, mai đi liệm nữa không hết à. À, CC đeo luôn đi cho nó đẹp đẹp chút. Cho Messi á các bạn. Bạn nào nhà gần Messi ra mua đi. 29 đồng 99 á. On sale rồi đó. Không on sale 45 đô á. Dễ thương ha. Rồi. Này đi. Đây là những thương hiệu rất là nổi tiếng. Các chị em mua đầm, mua áo, mua giỏ rất là nhiều. Thật sự tên khó đọc lắm, không biết đọc luôn. Hộp như vậy có 3 bộ, rẻ tiền vô cùng luôn. Tính ra mười mấy đô một bộ à. Đây là đồ thời trang thôi. Tại vì các bạn có mua quần áo, có mua giỏ sách, có mua đồng hồ. Cho nên là các chị em mua để đeo kèm theo cho nó đủ bộ với nhau, cho nó đẹp thôi. Đó, ý CC là như vậy đó. Ba sợi dây chuyền, ba đôi bông tai. Đây là cái lắc tay hot, cực kỳ là hot luôn. Mùa hè sắp tới các bạn sẽ xem nè, hot lắm. Mấy cái này mà CC bỏ lên trên website CC bán là đắt như tôm tươi luôn. Tại vì sao, lớp trẻ sồn sồn ai cũng thích, người ta thích đeo những cái lắc tay mà nó có những cái như vậy lắm, thời trang mà đeo bao nhiêu sợi luôn. Nè, đẹp lắm luôn, rẻ tiền lắm nha các bạn. Toàn là những thương hiệu nổi tiếng thôi. Nè, đó, CC mua. Bán được cho các bạn thì bán, không bán được bỏ hết lên trên những cái website của CC bán. Nè, dễ thương ha. Cái này là hiệu Juicy. Cái này hình như là dây chuyền á. Dán băng keo rồi. Dán băng keo rồi. Cái này là dây chuyền á. Rất là đẹp. Cái mặt này ở trong nó là hộp hơ. Cái trái tim á, hộp hơ. Dễ thương lắm. Cái này hiệu Guess. Thương ha. Cái này được tới 3 đôi bông tai luôn. Hiệu này nổi tiếng lắm. Nói chung là hiệu nào cũng nổi tiếng hết. Những cái này quần áo các bạn có hết à, giỏ sách nhiều lắm. Đây, 3 đôi bông tai ha. Rẻ lắm luôn. Không ngờ luôn. Cho nhiều gió. Cực kỳ là dễ thương. Cái lắc tay này ha. Cái này rất là đẹp. Đây là sợi dây chuyền hiệu Guess. Cái này là các bạn cần mua. Các bạn nào mà mặc cổ tim rộng, những cổ rộng các bạn đeo,
nó có những cái mặt dây chuyền rất rất nhỏ nhỏ xuống giống CC, có nhiều lắm á, đeo đẹp lắm luôn đó các bạn. Thì đây, hiệu Guess, rẻ tiền lắm luôn. Và đây 1, 2, 3, 4, 4 cái lắc. Lắc này đó, các bạn đeo tay là dành cho Mỹ thôi. Các bạn đeo chân, nếu vừa thì các bạn đeo chân, chân tay tùy các bạn. Mình người Việt Nam nhỏ con quá mà, chân tay đeo láng hết. Cực kỳ dễ thương, rẻ lắm luôn đó. 4 sợi. Cái này 15 inch, chiều dài. Cái Guess này 14 inch. Cái này 14. Cái này CC đeo vừa. Cái này 15, hơi dài. Mà đâu ăn nhầm gì đâu. Đây. Cái này thì nó có những cái mặt nhỏ nè. Đeo nó dễ thương. Cái này thì đeo nó hơi lịch sự một chút. Guess nha. 2 cái hiệu Guess, dây chuyền. Cái này cũng hiệu Guess. Coi như là này là cái này tới 7 inch rưỡi, tức là lắc chân ở trên vai tay đó. 4 cái luôn trong một hộp. Và đôi bông này. Thương hiệu này rất nổi tiếng ha. 2 chiếc lận. Hồi nãy CC định đeo á, nhưng mà CC nghĩ thôi. CC có nhiều lắm thì bạn nào muốn mua mua, không mua CC đeo à. Thì đây nha. Đó. Một đôi bông tai à. Nay mua được có một đôi bông. Và đây các bạn. Cái này nè là họ không có bán cho mình. Họ đeo cho cái con mannequin đó. Nhưng mà CC si nhan với cái cô đó đó. CC nói là CC rất là cần. Có thể cho CC được không? Cái cổ vô có hỏi manager, manager ok. Đây. Lý do tại sao? Mấy cái này CC bao la luôn nhưng mà CC mua cho các bạn đó. Bạn nào nhanh thì mua được ha. Đây chỉ là đồ thời trang, thương hiệu này nổi tiếng lắm mà rẻ tiền nữa. Lý do vì sao các bạn? Nó nhẹ. Cho nên là các bạn tháo cái mặt này ra. Các bạn đeo với lại cái kiềng của Ý đó. Tại vì cái mặt này không có ai bán hết. Các bạn muốn tìm những cái mặt to, thương hiệu nổi tiếng, nó nhẹ, khó lắm. Nó nặng thì đây, mà nó nhẹ mới là khó. Các bạn đâu để ý đó đúng không? CC trong nghề, CC mới biết. Như cái kiềng là các bạn phải cần đeo. Những cái mặt to như vậy nè, giống CC hay đeo đó. Mà cái này nè, các bạn nè, cái mặt này và cái mặt này, hai mặt nó đều là cái hình này, chứ không phải là nó chỉ có một mặt thôi rồi mặt sau này nó bề trái, không có. Mặt này các bạn đeo được hai bề luôn. Bên này là trắng nha, nè, trắng xà cừ. Ở bên này là hồng xà cừ. CC muốn các bạn mua cái sợi dây này là để tháo cái mặt ra đeo với cái kiềng cổ Ý tree tone hoặc là màu vàng. Và đây là sợi dây. Sợi dây này là loại dây dài để các bạn mặc những cái đồ như vậy nè, bụi bụi như vậy nè, đeo như vậy nè. Đó. Thành ra cái này nó rất là lợi. Vừa được sợi dây này đeo với cái mặt khác là một rồi, đeo với cái mặt này là hai rồi, tháo cái mặt này ra đeo với cái kiềng cổ là ba rồi. Tính như vậy đó. CC là vậy đó. Làm cái gì cũng phải tính ra nhiều thứ cho nó có lợi mà rẻ nữa. Tại vì cái kiềng của Ý, các bạn phải tìm những cái mặt nó nhẹ các bạn mới đeo được. Nặng đâu đeo được. Đôi bông nữa nè, một bộ luôn. Các bạn nhìn đôi bông nha, các bạn thấy cái mặt không? Nè, mặt này nè ha. Nhưng mà đằng sau đít nè, các bạn thấy như vậy không? Đó, là đôi bông. Nhưng mà cái mặt dây chuyền thì không phải nha. Đó. Hàng hiệu khác nhau ở cái chỗ đó đó. Cái mặt này ở đằng sau là như vậy. Mặt trước là như vậy. Chứ nó không phải là... Chứ nó không phải là như vậy.
Có một đôi. Tại tháo từ cho con mannequin ra cho nên không có hộp, không có gì luôn. Thường á, người ta đã mặc cho con mannequin rồi, người ta không có bán đâu các bạn. Mà mình xi nhan mua được. Rớt đâu rồi, lát sẽ xi tìm cho. Rồi. Nhiều bạn nhắc CC đồng hồ. Đồng hồ CC nói thiệt đó nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái đồng hồ. Đẹp xuất sắc luôn. Của nam, CC mua cho anh xa. Nhưng mà bạn nào thích muốn mua lại cứ mua. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu 10 cái đồng hồ trên cả tuyệt vời. Rẻ đến không ngờ luôn. Một cú điện thoại. CC, I want pizza. À, nhiều đó là biết rồi, nhiều đó là đủ rồi. Đó, mua cái pizza chạy ra. Không gỡ ra được các bạn ơi. Cái hộp này nè. Một cái vòng, hai cái vòng, ba cái vòng, bốn cái vòng. Bốn cái vòng đẹp như ý luôn. Và một cái đồng hồ đẹp xuất sắc. Hộp màu tím và với một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. CC nói thật á, rẻ mà rẻ đến không tin luôn. Không tin luôn các bạn. Không tin là rẻ đến như vậy luôn. Hộp còn mới tinh, sang trọng. Các bạn có thể mua làm quà. Xuất sắc luôn. Không tháo ra được. Tháo ra sợ nó mất zin của các bạn. Để về các bạn tự đập hộp đi. Đây đồng hồ nữ. Đây nha, nhìn kỹ nha. Hộp màu tím đó. Rồi, cái này cá CC thích. Các bạn nhìn những cái hộp này. Bên trong cái mặt. Rồi CC nói nó sáng lung linh luôn. Lúc CC mua đó, CC cầm mà CC mê luôn á. Sáng còn hơn là hộp xoài nhân tạo nữa nè. Đó thấy không? Mê ly luôn. Tuyệt vời không? Mê quá. Các bạn biết làm sao bữa nay cũng gọi CC trước không? Bữa nay là ngày thứ 6. Thường á, ngày thứ 5 họ markdown, ngày thứ 6 họ bỏ hàng ra, là thứ 7 là tất cả mọi người đi shopping. Cho nên cô gọi CC ra trước để mua. Chứ nếu mà chờ tới thứ 7 Chủ nhật CC đi làm sao mà mua được đồ đẹp như vậy. Mà đâu có còn nguyên hộp như vậy. Người ta coi, người ta lục ra, người ta vất tùm lum mà. Thấy không? Có connection. Đây các bạn ơi. Nè các bạn nhìn cái hộp thôi là các bạn cũng mê rồi. Này CC mua cho anh Sa. Nhưng mà chị em nào muốn mua thì mua. Đây đây đây. Đồng hồ nam ha. Hiệu Polo. Sang, cực kỳ là sang luôn. Đồng hồ nam thì mắc hơn đồng hồ nữ ha. Rất đẹp, rất sang ha. Và đây cái này cũng đồng hồ nam, mã này da da, mặt màu xanh lá cây rất đẹp ha. Hộp sang trọng thật đẹp ha. Đó. Ngày mai mà CC khỏe đó, CC đi một cái mê xì của một người bạn ở trên kia nữa. Cái này nè, đắt tiền nhất trong tất cả những cái loại đồng hồ, hình như có hai cái đồng hồ này của nam, cái đồng hồ này á, nó có một cái hộp Sophia, cho nên nó đắt tiền nhất trong tất cả những cái kia. Đồng hồ nam nha các bạn. Không mở ra được các bạn ơi. Nó có cái cuốn catalog ở bên trong. Thôi, xíu muốn khui của các bạn ra.
Bà nào mua 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 anh xa hầu hết rồi. Đây đẹp lắm. Có hộp Sophia ha. Thương hiệu này nổi tiếng lắm. Blue Sophia, tức là cái hộp màu xanh. Cái này cũng vậy nha các bạn. Cái này thì nữ nam đeo được nè. Cái này cũng có Sophia ha. Blue Sophia. Một hộp thôi. Mặt màu xanh rất đẹp. Sang lắm. Đó, chỉ có hai cái này thôi. Một cái nam, một cái nữ. Cái này là nam nữ đeo được. Cái này nè, cái này rất là dễ thương. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng nha. Các bạn thì quá biết rồi đúng không? Cái lắc tay có chữ love, rồi có cái trái tim, rồi có cái đồng hồ. Đồng hồ này giống như cái lắc tay vậy đó, nó có nhiều vòng như vậy này, dễ thương lắm. Nè, rẻ lắm. Sale rồi rẻ lắm. CC mua hôm nay cho nên mới được như vậy. Chứ mà qua tới ngày mai không biết giờ nào mới ngủ dậy, người ta mua hết trơn rồi. Thứ bảy chủ nhật mà ai cũng đi shopping. Mỹ họ đi mua nhiều lắm. Hiệu này thì quá nổi tiếng rồi. Đây ha. Cái này với cái đó là cùng một thương hiệu đó. Rất là đẹp nè. Đó. Thấy không? Sáng lấp lánh như vậy nè. Đẹp không ạ? À? Không biết các bạn có nhìn thấy rõ không? Bộ này các bạn mặc quần jean, mặc đồ bụi bụi đeo. Tại vì cái loại dây này nè, đeo ngầu lắm, đẹp lắm. Nè các bạn thấy không? 85 đô một cái đồng hồ này đó. Mà 50% off. Không còn gì rẻ hơn. Với những thương hiệu nổi tiếng như vậy tuyệt vời đó. Và đây này thì rất là classic luôn, Juicy Couture, hồ nữ ha, nhìn rất là hay luôn đó các bạn. Nhìn cái mặt màu xanh với cái vương miện đẹp quá là đẹp, thật là đẹp. Cái này nhìn nhã nhặn mà lịch sự vô cùng. Thật là hay luôn cái này đó các bạn. Và cái này, đây là một cái giỏ gỗ bằng cái loại gì đó. Mở ra, open tèn 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 tèn. Đẹp lung linh luôn. Tuyệt vời không? Nhìn đồng hồ đi, đừng nhìn CC nha. Trời ơi nè. Thật là sang trọng luôn. Mê luôn đó các bạn ơi, màu xanh lá cây. Các chị em nào mà mặc áo đầm xanh lá cây mà đi đám cưới đó ha. Trời ơi, bạn đeo cái đồng hồ này đẹp lung linh luôn. Những thương hiệu này nổi tiếng lắm các bạn. Đây là đồ fashion thôi mà đẹp lắm. Đó, mặc áo đầm này, màu xanh lá cây. Đeo cái đồng hồ này. Hoặc là các bạn xách cái giỏ, cái bóp màu xanh lá cây, đeo cái đồng hồ này. Bóp đeo trên vai, cái tay là cái đồng hồ cùng màu xanh lá cây. Oh my god. Thật là tuyệt đẹp luôn. Có một cái màu. Này nhiều là mua rồi mà không có cái. Các bạn biết không? Họ on sale để họ dụ người ta tới để mua những cái khác nữa. Đẹp hả? Mê luôn. Bữa nay CC không mua. Ngày mai chưa chắc gì CC đã mua được. Tại vì ngủ tới 3-4 giờ chiều mới dậy mà. Sao mà mua được? Rồi. Đồng hồ 10 cái đã xong. Bây giờ mấy này là của CC không à. Bạn nào muốn mua cho CC biết. Mai CC đi mua. Đôi này nè, hồi năm ngoái nó ra màu cà phê sữa,
màu xám với màu gì đó ha, đi sẽ có hết á. Năm nay nó ra màu hồng đẹp quá, cũng y vậy á, nhưng mà màu hồng nó nhẹ, thật là nhẹ mà nó êm vô cùng nha các bạn, của BB mới ra đủ size luôn, size 6 là nhỏ nhất, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 luôn á. Đây, trong mê xì á, rẻ tiền lắm. Mang đôi này mấy năm luôn, rửa nước tha hồ, đi du lịch chơi này nọ, nó lúc nào cũng bỏ trong giỏ, nhẹ lắm. Của BB nha, màu hồng. Chị em nào muốn mua cho biết liền, mai sẽ đi mua. Nè, của Juicy. Đây là dép, mang đẹp lắm. CC mang dư khúc như này nè, nhưng mà cũng chơi luôn. Nè, bling bling bling. Đây ha, tất cả là của CC hết đó, size 6 hết. Đẹp không? Trời ơi, trên cả tuyệt vời nè. Hiệu Guess. Này dép nhựa, cao su hả? Nhựa, nhựa. Xốp xốp, nhựa nhựa mấy đó. Giống giống vậy. Size 6, cái nào cũng xấu hết trơn á. Nè, mê không? À, các bạn mới vừa mua cái áo này nè, mấy bạn mua luôn á, đúng rồi, áo thun đó, y hệt vậy nè. Rồi bạn nào mua áo thun này, mỗi bạn hãy mua lấy một đôi dép, mua liền nha, si sợ nó hết, rẻ lắm. Mua đôi này, mua đôi này nha, phải mua đôi này để chung với cái áo, thật là đẹp luôn đó. Si chưa có cái áo đó. Và đây nè, mê lắm, êm thiệt là êm luôn, xin nói với các bạn, nó êm êm không thể tưởng luôn, và kiểu cũng đẹp nữa, size 5 đi, xin mắng vừa dư một chút chơi luôn, xem được nhẹ lắm. Còn đôi à? Của CC á, nhiêu đây á. Nhưng bạn nào muốn mua cho CC biết liền, ghi size cho CC nha, chuyển tiền mới mua nha. Còn nếu nói không, không mua đâu, nói thiệt á. Các bạn hay chơi khăm CC lắm. Chị ơi mua cho em đi, mua về em lấy, gọi phone bắt, nhắn tin trả lời. Muốn khóc luôn, ghét luôn á. Vậy kêu CC mua chi vậy? Thành ra bạn nào mà muốn mua đồ giống CC á, mà như CC nói, các bạn ơi, các bạn muốn mua chuyển tiền CC mua cho, thì các bạn phải chuyển CC mới mua. Tại vì giữa các bạn với CC chưa có gì hết trơn đó. CC đâu biết bạn thiệt hay bạn giả. Còn như mà những người mà đã mua hàng với CC bao lâu nay, thân quen rồi, chỉ cần các bạn ấy, các chị ấy, các em ấy, CC ơi chị cần cái đó đó, CC đi mua liền, về là mấy chị lấy liền. Tại vì CC biết họ rồi, họ không chọn gì thôi chọn là lấy. CC quên luôn, không gửi giá tiền luôn á, rồi cho tới ngày CC đóng hàng luôn á, thì chị mới hỏi, ủa sao không gửi giá tiền, à hai em quên. Nhưng mà mấy chị chọn là lấy không à, không có bao giờ mà không lấy. Chọn 10 món là lấy hết 10 món, ngoại trừ có một vài món gì đó, thí dụ như cái size bị sai thì mấy chị mới không lấy. CC có rất nhiều khách hàng như vậy luôn, uy tín tới như vậy luôn đó. Cho nên CC tin tưởng lắm. Chỉ cần, chị ơi em cần cái đó, em ơi chị cần cái đó, CC không cần đưa tiền trước nữa. CC biết người ta rất uy tín, cho nên CC mới dám mua các bạn. Còn như các bạn cứ chị ơi mua giùm em đi, rồi mua về bạn không lấy, mất công CC mang trả chứ không có gì hết trơn á. Rồi đây nè, có một cái bèo này, bèo này các bạn thích nhiều lắm, nhưng mà lâu lâu mới tìm được cái nè, có một sợi một mà ha, cái này với cái này nè các bạn ơi, một bộ nè, cùng thương hiệu luôn á nha, này cái sợi beo này cùng một thương hiệu á, nhìn kỹ không? Và đây này chắc nhiều bạn thích rồi, này khỏi nói rồi nè, màu hồng ha, cũng cùng một thương hiệu này luôn á nha.
này lấy lộn sai rồi, sai extra lot lận, sai lớn quá. Nhưng mà này nó có thun thì chắc chị em sai lót chắc cũng thắt được đó. Nó có hai nút cho chúng ta bấm lại ha. Đó, thấy không? Mắt giờ nhìn tỏ lắm mà cũng còn quá già lắm. Như vậy hả các bạn? Size extra lot. Còn cái này size... Trời đất ơi! Cái này nó văng mất rồi. Cho nên không biết nói cái này size gì luôn nữa. Đo nha. Chắc size small các bạn ơi. Small medium. Cái ngắn là small medium. Cái dài là extra large ha. Và đây, cái này nè các chị em mới cần mua nè, có một sợi một. Thấy mừng quá luôn. Những cái hộp các bạn thấy không? Sáng lóng lánh luôn, đẹp thật là đẹp luôn. Thun. Cái này là da nè, 100% là da. Sợi này sang lắm các bạn. Ủa mạc đâu, giá tiền đâu, không thấy gì hết rồi. Ôi, trời ơi, nó không còn cái giá tiền trên này, dò lại là mệt xỉu luôn đó các bạn. Cháu ngoại ngủ rồi. Nè, còn cái móc á. Đây các bạn, không biết sai gì luôn. Không biết sai gì luôn. Và đây, cái này là hồi đó nhờ các bạn nhắn CC nhiều lắm ha. Lâu rồi đâu có nó đâu, giờ có lại nè. Cái này với cái này là cùng một thương hiệu luôn đó. Đây. Này là lâu lắm rồi, bán chắc cũng cả nửa năm trước rồi ha. Chị bên Canada mua được. Có hai cái nè. Cái này là small medium. Cái này là medium với lot. Có hai cái. Và đây. Bèo này là các chị em cần mua, rất cần. Cái chị em nào mà ngầu ngầu chút cần mình vải muslin thun lạnh thì không thắt nữa, thắt cũng ok thôi mà không đẹp, đầm ôm đẹp chết người luôn, ngầu lắm, đầm da, quần bó ôm. Oh my god, tuyệt vời. Sẽ thắt nhiều, sẽ biết mà, có hai cái đó, biết cùng sao. Ừ. Cái này small medium, cái này medium với lot. Rồi, hết bell rồi. Bell này là CC order ha. À, kiếm được chiếc bông tai rồi. Nè. Đây. Trời, CC order về các bạn mua quá trời mua luôn. Mấy cái này là CC order. Các bạn mua hết trơn rồi, giờ còn được có 4 cái này thôi thì chị em nào nhanh mua được ha. Rồi chờ order về tiếp. Đây, trời ơi, các bạn thấy hộp nó lung linh không? Đó. CC đã order trên mạng. Nhưng mà khi về, CC cầm, CC nhìn, CC thấy nó đẹp, CC mới bán cho các bạn. Còn nó không đẹp, CC cho goodwill hết trơn à, cũng không có return lại nữa. Đó, CC là vậy đó. Uổng cái công chờ mấy chục ngày họ mới gửi về. Còn nó đi ra đây mua, mắt thấy tay sờ mua có liền nè các bạn, thấy đẹp lung linh không? Những cái này quan trọng lắm, bỏ trong giỏ hoặc trong xe các bạn, cần cái lấy ra đeo liền ha. Mặc quần tây, mặc áo đầm, thắt đều đẹp hết. Đây, xem size hai màu, cái này size lớn. Đó, các bạn thấy đẹp lung linh không? Mà rẻ tiền quá trời luôn, không tới bữa ăn sáng nữa nè. Cái này hôm bữa có cái hộp này màu đen nữa đó, với lại cái bông này mà hết rồi đó. Mấy cái CC order trên mạng là còn được có 4 cái này thôi ha. Rồi coi như là xong. Bây giờ giày nè, các bạn hỏi nhiều quá,
Giày CC nhiều lắm, CC cả trăm đôi giày luôn, mua bán mà, để trên các website bán đó. Thôi giờ có nhiêu đây, review nhiêu đây đi nha, chứ giờ mà gom hết đống nó vô chắc CC mệt xỉu quá. Thì mấy cái này có mấy cái cũng đã cũ qua rồi, thì giờ được cái nào mới đi, mới đi, mới đi, đây đây mới nhất luôn của DKNY. Giờ các bạn vô website các bạn coi đi, giá tiền đó xuất sắc lắm luôn, thật là đẹp luôn, cao 5 phân đó. Đây là cái dạng thuyền nha, mới. Cái miếng này màu vàng nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ nha, cái đó màu vàng. Và đây là dạng thuyền. Và đây cũng là DKNY luôn. Dạng này là dạng bình thường, không có thuyền. Cũng cao 5 phân luôn. Đây là chữ DKNY, lớn như vậy, cái này nó như vậy. Hai đôi hoàn toàn khác nhau. Một cái dây buộc trắng, cái dây buộc đen. Bạn nào muốn mua cái nào cho CC biết liền, quan trọng là biết size, chuyển tiền CC mới đi mua. Tất cả trong Macy, các bạn nào đi vô được thì cứ mua, mua giùm CC cảm ơn. Thôi đi làm đi, đi làm kiếm tiền đi, CC đi shopping cho. Rất là nhiều người thương CC cái câu đó lắm đúng không? Trời ơi CC ơi, chị thương em cái câu đó. Các chị ơi, các chị cứ đi làm đi, đi làm kiếm tiền đi. Em đi shopping giùm cho các chị. Các chị thương CC câu nói đó lắm đúng không? CC cũng thích nữa đó. CC làm việc cho các chị mà. Mê quá. Mới đó, đủ size luôn. Đây là dạng thuyền. Ở đằng sau có màu vàng nha. Cái này nè. Cái này màu vàng. Còn đôi này là bình thường như mọi đôi ha, kiểu classic. Thì cái này màu trắng, dạng không có thuyền ha. Các bạn nào mốt mốt một chút mang loại thuyền, hỏng mốt hỏng thuyền, đủ size luôn đó. À đôi này đang có là size 7. Đôi này cũng size 7 luôn. À hai đôi này đều là size 7 hết. Size 7 CC bán đắt, 7, 7 rưỡi, 8. Từ size 7 trở lên thì CC bán được nhiều. Để lên trên mạng là bán hết, bán hết, bán hết. Lẹ lắm. CC có tới mấy cái website lận đó. Của Mỹ không à. Bán, họ đâu có lấy tiền bạc gì mình đâu. Mình bán được thì họ mới lấy tiền phần trăm. Không bán được thì thôi. Mà họ làm hết tất cả cho mình luôn. Không cần ngồi làm video như vậy nữa mới cần gì chứ. Đây. Hai đôi đều là size 7. Đôi này hiệu DKNY, đôi này hiệu CK, đôi này thì rất sang rồi, đôi này là size 7 rưỡi, đôi này mua đợt trước nè nhưng mà cũng không có thời gian review nữa. Đôi này gọi là Bata ha, cái này là Michael Kors. Tối qua CC không thấy đường. CC ghi cái size cho các bạn chứ giờ không nhìn thấy đâu. Ở đằng sau có cái logo. Những dạng bata như vậy, các chị em mặc váy, vải xô. Mang bata rất đẹp ha. Mua thêm một cái nón màu này nữa, của Michael Kors. Thật đẹp ha. Đôi này size 7 rưỡi. Trời ơi cái đôi này nó nhẹ, CC nói nhẹ thật là nhẹ, bỏ lên cái cân cân không chấm mấy thôi, nhẹ thấp là nhẹ. Cái đôi này hiệu Fila size 7 rưỡi. Đôi này đó các chị em mặc một bộ đồ sọt trắng, áo thun trắng, áo sơ mi trắng, quần jean, quần sọt xanh trắng gì đều đẹp, mang đôi này chắc đẹp lắm, thật là đẹp luôn. Size 7 rưỡi, hiệu Fila, rẻ tiền các bạn.
Và đôi này là hiệu Anne Klein. Cái đôi này là thích là vì sao? Cái này nó là lưới đó các bạn. Cái này nhiều bạn mua của CC lắm rồi, nhiều lắm luôn rồi đó. Cái này nó là lưới thun, cho nên là mình mang cái chân mình nó không bị hầm, mà nó thích. Đây, lưới đó. Nè, CC nhìn thấy đó, lủng lỗ nè. Đôi này thì hơi nặng chút. Đôi này mặc váy, quần tây, jean, sang. Rất đẹp đôi này. Hiệu Anne Klein ha. Size. CC ghi sâu đi nha, chứ giờ cũng không có thấy được. Nè, nó nhỏ xíu à. Mà nó nằm tuốt ở dưới đây nữa, chắc phải nhờ cháu ngoại coi quá. Rồi. Đôi này. Da bóng. Đế này nè, là ngày xưa đó CC có mang hồi lúc còn nhỏ xíu á. Bố CC mua về, mua bên nước ngoài về đó. Rồi CC mang mặc quần ống loe, quần thun ống loe hồi còn nhỏ đó, đứt diêu. Cho nên mặc đẹp lắm, sao giờ xẹp lép không hiểu nữa. Đó, CC mang cái này đi nè. Bác CC hay chọc CC là happy choi choi gì đó. Cái bài hát đó đó các bạn còn nhớ không? Hippie choi choi gì đó, nó nói chung là như vậy đó. Cho nên CC nhớ mãi cái đế này. Nhìn rất là đẹp. Các bạn mặc quần tây á, các bạn mang những cái đôi như vậy nè, cái đế này nè, sang lắm. Đừng có để nó phủ qua cái gót nha. Thật là đẹp luôn. Của hiệu Nike West. Nike West mà về da là number one rồi đó các bạn. Top luôn rồi, nó mấy chục năm. Da bóng Nike West size 7. Và đây, đôi này là của CC đó. Trước khi CC mang, bạn nào mua thì mua. Mê lắm luôn. Kiểu này thì quá quen thuộc với các bạn rồi. CC nghĩ cũng nhiều bạn có rồi đúng không? Nhìn tay lắm. Đôi này hình như size 5.5 các bạn ơi. 5.5. Chân CC đâu vừa đâu, mang đại vậy đó. CC có mua cái miếng độn rồi. Khi nào nó về CC cho cả nhà biết. Và đôi này hiệu Guess. Đôi này thì khỏi nói rồi. Trên cả tuyệt vời đó, đôi này nè. Hiệu Guess. Nhẹ lắm. Nhưng mà nó cũng không nhẹ được bằng cái đôi này. Đôi này nhẹ hơn nữa. Đôi này cũng là nhẹ đó. Đôi này CC có mấy đôi đó. Cái này là thun. Nó ôm chân mình lắm. Các bạn chạy bộ là mê ly luôn. Đôi này size 7.5. Đi tập thể dục, chạy bộ là đôi này nè. Thích lắm. Đôi này cũng hiệu Guess nè. Đôi này review nhiều lần rồi mà không thấy bạn nào mua. Đôi này người ta thử nhiều quá, cái đế dơ. Đôi này size 8 được. Này mặc với đầm trắng hết sảy luôn á. Hoặc là mặc quần jean trắng, jean xanh nhưng mà áo hồng. Hoặc là đeo cái này màu hồng. Thật là đẹp luôn. Size 8 được. Nhẹ lắm các bạn. Nhẹ cỡ đôi này nè. Nhẹ lắm. Thật là đẹp đôi này. Và đây, đây là những đôi bủ bối của CC. Năm nào ra CC cũng phải mua. Mùa này thì không mang được đâu. Từ từ CC mang, các bạn mê luôn. Hôm bữa CC review rồi đó. Này lâu rồi để dành chứ giờ đâu có nữa đâu. Hai đôi. Một đôi đế trắng, một đôi đế đen. Tất cả đều là size 6. Này là mê lắm rồi. Khỏi nói luôn, khỏi bàn luôn đôi này. Nhẹ lắm ha. Mang đôi mấy năm trời CC nhiều lắm. Nè. Đôi này nhiều người hỏi mà không có sai. Hết luôn rồi. 6.5. CC mang dư tới đây nè. Nhưng mà kệ, để dành. Mùa hè mang luôn. Dép đi lẹp xẹp. Mặc mấy cái đầm dài dài đó. Mang. Thiệt thích. Sai 6.5 ha. CK. Và đây. Đây là đôi giày mọi. Này cũng review mấy lần nữa. Sai 5.5.
Bà Sisi mang rộng rinh à? Không vừa. Đây. Chân các bạn 36 các bạn mới mang được ha. Rất đẹp. Đôi này thì mềm xẹo luôn đó. Đôi này Sisi mang được. Đôi này cũng 5,5. Mặc quần jean. Mềm lắm các bạn. Và đây. Đôi này là các chị em cần mua nè. Cách đây mấy năm Sisi đi Las Vegas. Sisi mua một đôi màu vàng nó dẹp lép ở trên Facebook còn đó, các bạn vào coi đi. Sisi mua đôi đó 1,9 á. Mà cũng là thời trang ở Mỹ thôi. Nè. Các chị em đi đám cưới á, mà các chị em mặc đầm ngắn á, ngắn tới đầu gối á, thì các chị em cần mua cái đôi giày này. Vì cái này đó, nó cuốn ở trên cái cổ chân, cái đùi của các bạn á, đẹp lắm. Nhất là các bạn nào mà cái đùi cảm thấy nó không có được thon gọn, nó hơi to to một tí, thì đây là cái các bạn quấn lại để cho nhìn cái đôi chân nó gọn lại, nó có cái xếp. Thì đây, đây là lợi hại lắm đó. Các bạn nào mà chân ốm quá thì đừng có mang những loại guốc như vậy. Cái nào mà chân các bạn cái phần này nè, các bạn thấy nó bị to thì đây. Cái này cao chừng 5-7 phân à. Này size 7 ha. Nhìn như vậy chứ mang vào chân đẹp lắm. Tuyệt vời đó. Size 7. Sisi mua 2 đôi luôn. Size 6,5 nè. Cái này nó còn vậy khỏi tháo đi. 2 đôi ha. Mấy cái này mà Sisi bỏ lên trên nó bán cái là nhanh lắm. Bán lẻ lắm. Bắt đầu tới mùa đó. Bán lẻ lắm. Mùa hè người ta mang nhiều lắm. Tại vì mùa hè đa số họ mặc đầm ngắn, họ đi chơi, họ mang mấy cái này đẹp lắm. Mua ánh đèn là lung linh luôn. 6,5. Và đây là đôi giày boot thun. Này chắc cũng cao 5 phân à. Suy nghĩ 5 phân. Size 6 nha các bạn. Đây cũng là một thương hiệu nổi tiếng. Thương hiệu này với lại nữ trang này là một hiệu đó. Cái này một hiệu. Bằng thun cho nên rất là dễ mang, ai cũng thích mang hết. Size 6. Dây kéo ở đằng sau. Phần sau là da. Đẹp lắm các bạn. Và đôi này cũng là thun ha. Hiệu Guess. Cái này chắc 7 phân, 9 phân gì lận đó. Chữ Guess đằng sau nè. Cái này tất cả là thun cho nên mang nó ôm vào chân mình. Các bạn đi thoải mái thích, thậm chí chạy còn được nữa. Rất là mềm mại. Đôi này size 8 lận. Tuyệt vời. Bằng thun là thôi thoải mái rồi. Và đây. Chị em nào đi club, đi đám cưới, mang đôi boot này. Cái này chắc cũng 9 phân tất gì. Đẹp hả? Size 6. Ít nhất phải vậy chứ. Tuyệt vời hả? Mình thun. Size 6 nha. Rất đẹp luôn. Và đây. Đôi này dành cho các chị em đi làm. Hiệu Calvin Klein. Cái này chắc 5-7 phân gì thôi à. Size 7. Đi làm thì ai cũng mang đôi này hết. Đây là giày đi làm mà. Mềm lắm á. Cái này Sisi nhìn nó hơi ra màu nâu quá nha các bạn. Chứ không phải đen. Hay là mắt Sisi có vấn đề không biết nữa. Đây. Đôi này Sisi mua giùm cho các bạn quá nhiều rồi.
không on sale các bạn cũng mua, các bạn Việt Nam nè, không on sale cũng mua. Đôi này size 7. Và đây, đây là hiệu Michael Kors, cũng mềm lắm ha. Này chắc khoảng 7 phân. Bữa có mấy đôi, còn 2 đôi ha. Đôi này 6,5, đôi này size 8. Thiệt là thích luôn. Mềm lắm. Rồi, coi như giày, nữ trang, đồng hồ, dây nịt. Bây giờ tới như thế này. Mới nhất luôn đó. Hiệu Calvin Klein. Cái này là size small medium. Đây là cái móc dây nịt ha. Tuyệt vời luôn. Có hai cái, CC bán một cái thôi nha. Còn một cái, bạn nào muốn mua thì mua ha. Small medium. Đây, bán một cái thôi. Và đây là những cái túi mà các chị em nhắn tin nhiều lắm luôn. Đi Việt Nam hoặc là ở đây cũng vậy, các bạn đi nhiều nơi mà. Như vậy đựng được nhiều đồ lắm. Vải này vải jean nha. Và đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng. Một cục nè, hai cục, ba cục, bốn cục, năm cục, nhiều quá. Đây, rất là rộng luôn. Xả rác đầy nhà nó như vậy. Cái này vải jean, cái bóp này có thể đựng bluetooth hoặc là gì đó tùy các bạn. Rẻ tiền lắm, giá chính thức có 48 đô, không nhớ sale bao nhiêu. Vải jean có một cái mà. Và đây, cái này vải dù. Cái này nước đổ là nó trơn đi luôn á. Ngăn ngoài, ngăn trong cũng đựng được nhiều lắm nha, khỏi lấy nha, xả rác đầy nhà hết rồi. Đó, chỉ có hai ngăn như vậy thôi ha. Mấy cái này cũng rẻ tiền lắm các bạn, và tiện lợi lắm luôn. Chị em nào cũng cần, ít nhất bạn cũng phải có một cái ở trong nhà. Nhẹ lắm, tại vì nó là cái loại xốp mà, bảy dùng mà. CC mà thấy là mua à, hai cái. On sale là mua, rẻ mà sao không mua được. Đây, màu đen. Hiệu này là giống như là hiệu cái đồng hồ đó. Đây. Mà cái này là da, cho nên cái này nó đắt tiền hơn những cái kia. Cũng to như vậy. Nó xem size nhau à. Cũng là hai ngăn ha. Và nó có in cái chữ, cho nên rất là đẹp. Nhẹ lắm nha các bạn. Màu đen, có một cái màu. Và đây, tuyệt đẹp luôn. Mặc quần jean, mặc đầm ôm, mặc đầm gì cũng đẹp hết. Màu tuyệt đẹp, mát con mắt. Thấy anh ta mua nhiều quá, bắt chước mua theo. Nè. Ồ, trong có thêm ngăn nhỏ nữa nè. Ồ, bên này có thêm ngăn nhỏ nữa. Wow, cái này có lý nha. Cái này có được một ngăn, hai ngăn, ba ngăn, bốn ngăn, có được bốn ngăn luôn. Màu này thì rất dễ mặc đồ, đẹp lắm, rẻ nữa. CC mua ba cái luôn, đẹp rẻ. CC mua ba cái luôn nè. Đó, tuyệt vời phải không?
Xuất sắc ha. Rồi. Tạm ngừng đây nha. Xin đi ăn. Rồi CC review quần áo tiếp. Ok. Các chị em thích cái nào chụp lại màn hình, CC sẽ ghi cái số ở bên này. Nhớ đừng là mất cái số nha. Số phone CC là 706-987-9063. Số phone của anh Sa 098-257-1934. Các chị em muốn mua sợi dây này cho CC biết liền ha. Đó. Nè, thấy hai cái nhẫn đẹp không? Lung linh không? Các bạn có thể mua hộp moissanite. CC là đeo hộp của lab thôi. Tại vì CC thích nó khít. Hộp của lab á, là làm trong phòng thí nghiệm. Nó khít đẹp lắm. Nhưng mà nó không có giấy chứng nhận. Nó không có certificate. Thử bằng cái máy đai mình nó cũng không có kêu. Tại vì nó là hộp làm trong phòng thí nghiệm thôi. Hộp đẹp thôi. Còn hộp moissanite có giấy tờ đàng hoàng ha. Có certificate. Và thử máy nó kêu. Kiểu nhẫn này nè, có hộp moissanite 10 carat và 5 carat. Các bạn nên nhớ, hộp moissanite các bạn đeo hộp càng lớn càng giá trị và càng đẹp. Hộp moissanite ai cũng biết là hộp xoàn nhân tạo hết, mà người ta cũng biết cái giá trị của nó. Cứ hộp lớn là nhiều tiền, hộp nhỏ là rẻ tiền. Rồi các cục cưng chạy xuống rồi nè. Cho nên giờ CC tạm ngừng video đây nha. Bye bye. I love you.